Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn và em mình cùng điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU chốt giá ký Sancho, cập nhật vụ Alex Telles. Raúl Jiménez thả thính MU khi nói về tương lai. Solskjaer khẳng định hàng thủ MU đủ mạnh để đua danh hiệu. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng ta cùng đi vào thông tin chi tiết. MU chốt giá ký Sancho, cập nhật vụ Alex Telles. Như đã biết, Alex Telles đang là cái tên mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer rất muốn chiêu mộ. Dù vậy, mọi chuyện trên bàn đàm phán hiện bị kẹt lại ở trạng thái bế tắc bởi FC Porto đòi mức phí hơi cao dù hợp đồng của cầu thủ này chỉ còn một mùa giải là đáo hạn. Về phía bản thân cầu thủ người Brazil, anh rất muốn khoác áo Man United, nhưng tình trạng hiện tại đang khiến cho Telles cảm thấy lo lắng. Nguồn tin từ Guardian cho biết, Telles cho rằng mức giá 18,3 triệu bảng là phi thực tế. Cá nhân mình, Telles đã yêu cầu ban lãnh đạo Porto nên giảm mức giá xuống khoảng 12 triệu bảng để anh được chuyển sang Premier League chơi bóng. Telles đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và anh có thể tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức tại Old Trafford. Cầu thủ người Brazil có sức mạnh, tốc độ để thành công ở bóng đá Anh. Nếu tới Man United, Telles sẽ được hưởng mức lương 80.000 bảng mỗi tuần trong vòng 5 năm. Ở một diễn biến khác, nhiều nguồn tin tiết lộ, Abelazic sẵn sàng bán đứt Eos Upamecano ngay kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Và đó là cơ hội cho các ông lớn quan tâm đến tài năng trẻ người Pháp, trong đó có Man United. Abelazic cũng đã lên kế hoạch thay thế Upamecano bằng cách liên hệ chiêu mộ Josip Guardiol của Dinamo Zagreb với giá khoảng 17 triệu bảng. Hiện tại, Upamecano còn hợp đồng với Leipzig đến hè năm 2023 và được Transfermarkt định giá 60 triệu euro. Song, giá trị thực của anh chắc chắn còn cao hơn thế. Man United cần phải sớm thành công nếu muốn đưa về một trung vệ chất lượng trong thời gian tới. Đáng chú ý, khi mà phiên chợ hè ở Premier League chỉ còn 10 ngày nữa là khép lại, Phó chủ tịch Edward quyết định thực hiện cú áp phe được ăn cả ngã về không. Cụ thể, Man United sẽ gửi lời đề nghị thấp hơn 18 triệu bảng so với yêu cầu tới Dortmund, đính kèm 15 triệu bảng phụ phí. Như vậy, Man United muốn chốt hạ thương vụ Sancho với giá 90 triệu bảng và 15 triệu bảng phụ phí, con số kỷ lục của đội bóng này một khi thỏa thuận được thông qua. Nếu Dortmund tiếp tục từ chối, quy đỏ thành Manchester sẽ chính thức từ bỏ thương vụ này. Được biết, báo chí Anh Quốc loan tin, Man United được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Sancho. Theo đó, Sancho sẽ hưởng mức lương rơi vào khoảng 175.000 bảng mỗi tuần khi tới Old Trafford. Vấn đề còn lại là ở mức phí chuyển nhượng. Raúl Jiménez thả thính MU khi nói về tương lai. Đội chủ sân Old Trafford rất khao khát có được sự phục vụ của tiền đạo người Mexico. Tiền đạo Raúl Jiménez đã trải qua một mùa giải cực kỳ thành công trong màu áo của Wolverhampton. Ngôi sao người Mexico sở hữu hiệu suất ghi bàn hàng đầu câu lạc bộ, trải qua 55 lần ra sân trên mọi mặt trận. Anh bỏ túi 27 pha lập công và đóng góp 10 pha kiến tạo. Ở chiến dịch hiện tại, Jiménez lại có được màn khởi đầu tuyệt vời với 2 bàn thắng sau 3 trận. Chính phong độ ấn tượng này của chàng trai 29 tuổi đã giúp anh lọt vào mắt xanh thuyền trưởng Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Được biết, chiến lược gia người Na Uy đã nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cựu sao Benfica. Với đẳng cấp của Jiménez, anh hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò trở thành cây sân bàn chủ lực cho đội chủ sân Old Trafford. Và cơ hội để Man United có thể sở hữu chân sút 29 tuổi này ngày càng rộng mở khi mới đây, một trong số những buổi phỏng vấn, anh nói rõ rằng bản thân sẽ cởi mở trước những cơ hội được gia nhập các đội bóng đẳng cấp. Tôi còn 3 mùa giải nữa trong hợp đồng của tôi. Nếu tôi ở lại Wolverhampton, tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng chúng tôi biết rằng bất cứ điều gì có thể xảy ra và sẽ có sự thay đổi. Vì thế, tôi cởi mở với mọi thứ. Jiménez chia sẻ, tôi đã có may mắn được chơi ở một số trận Champions League trong màu áo của Benfica. Đó là một điều gì đó khó tin và nó khiến tôi một lần nữa muốn đặt chân vào đấu trường này, nhưng trước tiên tôi phải làm tốt nhiệm vụ ở Guava. Solskjaer khẳng định hàng thủ MU đủ mạnh để đua danh hiệu. Mặc dù hàng thủ rất mỏng và mắc nhiều sai lầm, nhưng huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer khẳng định Man United đủ sức cạnh tranh danh hiệu. Man United trong mùa hè 2020 mới chỉ chiêu mộ thành công một bản hợp đồng, đó là tiền vệ Donny van de Beek. Họ đang theo đuổi hậu vệ trái Alex Telles của Porto và cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho của Dortmund. Tất cả đều liên quan đến phương diện tấn công. Tuy nhiên, điểm MU bị đánh giá yếu nhất là vấn đề hàng thủ thì lại không được chú trọng. Ở trong trận mở màn Premier League mùa này, Quỷ Đỏ đã để thua tới 3 bàn ngay trên sân nhà. Cặp trung vệ Lindelof và Harry Maguire đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Dẫu vậy, Ole Gunnar Solskjaer khẳng định ông tin tưởng vào sức mạnh hàng thủ đang sở hữu đủ sức mạnh cạnh tranh các danh hiệu. Đúng là tuần trước chúng tôi thi đấu tệ hại, để thua những bàn thua nhảm nhí. Nhưng mùa giải trước đã cho mọi người thấy hàng thủ của chúng tôi có thể làm những gì khi đạt phong độ tốt nhất, huấn luyện viên Solskjaer chia sẻ. Eric Bailly đã bình phục chấn thương, đó là tín hiệu tích cực đối với câu lạc bộ.
Sự gắn kết của Bailey và Maguire ở mùa trước rất tốt nên chúng tôi hoàn toàn tự tin vào hàng thủ của mình. Tôi dành sự tin tưởng lớn cho các học trò, toàn đội đều đang cố gắng để trở nên tốt hơn. MU có tới 6 trung vệ trong đội hình lúc này, tuy nhiên, ông chỉ có thể sử dụng thường xuyên Harry Maguire, Lindelof và Eric Bailly. Những cái tên còn lại gồm Marcos Rojo, Phil Jones, Chris Smalling gần như sẽ sớm chia tay MU trong mùa hè này. Giữ cho mọi cầu thủ cảm thấy vui vẻ không phải công việc của tôi. Nhiệm vụ của tôi là lựa chọn các cầu thủ có đủ năng lực để đem lại thành tích tốt nhất. Những gì tôi mong muốn ở cầu thủ đó là lành lặn, cố gắng luyện tập và luôn sẵn sàng khi cần, huấn luyện viên Solskjaer chia sẻ. Bị MU giam lỏng, Smalling đánh tiếng cầu cứu. Daily Mail tiết lộ Chris Smalling đang ngày càng thất vọng ở Manchester United. Nhưng cuộc đàm phán giữa câu lạc bộ chủ quản và Roma chưa đi đến đâu khiến anh rơi vào tình trạng bất định. MU yêu cầu 18 triệu bảng cho Smalling, song phía đội bóng Ý tỏ ra dè dặt. Trong thời gian này, thay vì tập trung cùng đội một tại sân Old Trafford, trung vệ 30 tuổi vẫn phải tập riêng 2 lần mỗi ngày để duy trì thể trạng. Chứng kiến những cuộc đàm phán không có tiến triển, Smalling tỏ ra không hài lòng. Cầu thủ người Anh liên lạc thường xuyên với huấn luyện viên Solskjaer để mong nút thắt được cởi. Smalling tin rằng MU có thể tìm ra cách xử lý tình cảm hơn nữa sau một thập kỷ anh đóng góp. Cầu thủ sinh cuối năm 1989 gia nhập Quỷ Đỏ dưới thời Sir Alex Ferguson với giá 10 triệu bảng từ Fulham vào năm 2010. Lúc này, MU vẫn mong kiếm được nhiều tiền nhất có thể từ Smalling để đầu tư vào các bản hợp đồng mới. Quỷ Đỏ vẫn đang mặc cả giá với Alex Telles của Porto, người có điều khoản giải phóng hợp đồng 36,6 triệu bảng. Ở một diễn biến khác, Marco Rojo cũng phải theo một chế độ tập luyện tương tự Smalling khi tập riêng vào buổi sáng và buổi chiều. MU sẵn sàng lắng nghe các đề nghị cho bộ đôi hậu vệ cũng như thủ môn Sergio Romero và tiền vệ Andreas Pereira. Chelsea đạt thỏa thuận cá nhân với Declan Rice. Theo nguồn tin từ báo giới xứ sương mù, Chelsea chuẩn bị công bố tân binh thứ 8 trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay sau khi vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ Declan Rice từ West Ham United. Chelsea đang trải qua một mùa hè mua sắm điên cuồng nhưng vô cùng chất lượng, khi họ mang về các mục tiêu quan trọng để củng cố những vị trí hoặc đang yếu hoặc đang thiếu tại đội bóng. Dù đã sở hữu tới 7 tân binh trong kỳ chuyển nhượng năm nay, song ban lãnh đạo The Blues vẫn chưa có ý định dừng lại. Huấn luyện viên Frank Lampard muốn chốt hạ dàn tân binh bằng cái tên Declan Rice. Cầu thủ người Anh đang nổi lên là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất xứ sương mù. Trong bối cảnh Jorginho thi đấu không quá ổn định, Lampard đang muốn đưa ngôi sao thuộc bên chiều West Ham về với đội bóng. Mới nhất, theo tiết lộ từ tờ Daily Express, Chelsea đã đạt thỏa thuận cá nhân với Rice. Theo đó, cầu thủ 21 tuổi sẽ ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Stamford. Nhiệm vụ còn lại của The Blues đó là thuyết phục mức giá chuyển nhượng ngôi sao này với West Ham. The Hammer từng từ chối đề nghị trị giá 45 triệu bảng Anh mà Chelsea đưa ra cho Rice. Bởi vậy, để nhanh chóng có được cầu thủ 21 tuổi, The Blues sẵn sàng đưa ra con số 80 triệu bảng nhằm thuyết phục đội bóng cùng thành phố nhà người. Bất chấp việc huấn luyện viên David Moyes liên tục khẳng định sẽ không bán tiền vệ tài năng của mình, song sẽ rất khó để ông giữ chân được Rice. Bởi lẽ, bản thân cầu thủ người Anh đang nóng lòng muốn cập bến Chelsea để hướng tới những thử thách mới cũng như hội ngộ với người bạn thân, Mason Mount. Nhiều khả năng, với việc đã đồng ý thỏa thuận cá nhân, Rice sẽ sớm gia nhập Chelsea trong ít ngày tới. Anh sẽ trở thành tân binh thứ 8 của The Blues ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, đồng thời nâng số tiền mà Chelsea bỏ ra vượt qua con số 250 triệu bảng của anh. Rõ ràng, đội bóng thủ đô London đang có dàn binh hùng, tướng mạnh, sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục các danh hiệu ở mùa bóng này. Nếu Rice cập bến Stamford, khả năng Jorginho tới với Arsenal là điều rất dễ xảy ra khi vị trí của cầu thủ người Italia không còn được đảm bảo tại câu lạc bộ. Messi lại làm nổ tung Barca vì cách đối xử với Luis Suarez. Siêu tiền đạo Argentina đã quyết định ở lại Barca, nhưng rõ ràng mọi thứ vẫn tệ xung quanh anh và mối quan hệ với người đứng đầu, chủ tịch Bartomeu là không thể cứu vãn. Và cách Barca đẩy người bạn thân Luis Suarez ra khỏi câu lạc bộ khiến Messi bức xúc, đối đầu với ban lãnh đạo Barca một lần nữa. Anh công khai chỉ trích thẳng trên trang cá nhân trong nỗi buồn chia tay Luis Suarez và giờ thành đối thủ của nhau. Phải nhìn thấy cậu trong một màu áo khác lạ lùng và khó khăn, nói gì đến việc phải đối đầu nhau trên sân. Cậu xứng đáng được ra đi với những điều của bản thân, là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của câu lạc bộ, giành được mọi thứ với tư cách là một phần của tập thể và cá nhân, chứ không phải như cách họ đá cậu khỏi câu lạc bộ như thế. Nhưng sự thật là không có gì khiến tôi ngạc nhiên nữa. Tớ chúc cậu những điều tốt nhất trong thử thách mới này, yêu cậu rất nhiều, hẹn sớm gặp lại. Bình luận dưới bài đăng của Messi, Neymar bày tỏ chỉ một câu nhưng bao hàm tất cả. Thật không thể ngờ họ lại đối xử như vậy.
Neymar đã rất muốn trở lại Barca từ hè năm ngoái và chưa thôi ý định cho đến câu lạc bộ rơi vào trận bão nội bộ gần đây. Bộ ba MNS từng khiến các đối thủ khiếp sợ trên sân cỏ. Tuy nhiên, viễn cảnh về sự đoàn tụ của họ ở Nou Camp sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!